Ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức vụ việc một cán bộ công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 23 giờ 55 phút ngày 17 tháng 9 ở phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Do mâu thuẫn, Nguyễn Phan Tứ, 45 tuổi, trú phường Hải Hòa và Hồ Văn Sáu, 30 tuổi, trú phường Hải Nhân, đến nhà hai anh em Nguyễn Văn Hùng, 26 tuổi và Nguyễn Văn Linh, 22 tuổi gây sự. Nhận tin báo, Trung tá Tống Anh Nhân, trưởng công an phường Hải Hòa và Trung úy Phan Tiến Dũng, cán bộ công an phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong khi tổ công tác đang khống chế Tứ, thì bất ngờ Nguyễn Văn Cường, 35 tuổi, là anh trai của Hùng và Linh, cầm dao, ống tuyếp sắt, chém về phía Tứ và tổ công tác. Sau đó, Tứ rút khẩu súng bắn liên tiếp nhiều phát làm Trung úy Phan Tiến Dũng, Cường và Linh trúng đạn. Trung úy Phan Tiến Dũng bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội. Linh và Cường cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Hiện Trung úy Dũng đã được phẫu thuật gấp đầu đạn, nhưng vẫn đang hôn mê, phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực.